Ok, rồi, ba làm gì con? Em cúp với mẹ. Ba làm gì con? Cúp với mẹ. Xong rồi, cho mình mở pink. Xong rồi. Mà ba làm gì con? Xong rồi. Ba im lặng. Im lặng. Ba thấy cái bộ lên. Ba kiếm ba mẹ. Thì sao? Ba thấy. Ngồi. Đá. Đá. Mẹ xem môi. Ừ. Thù má. Không xem môi nữa. Để im xem môi. À để im xem môi. Để xem môi. Không, 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 để im cho xong rồi. Để xuôi, để xuôi. Đó. Dạ. Ok. Nhưng mà phô bỏ. Để mày cầm. Mày cầm cho cô. Tôi giáp mẹ ơi, với cầm. Xong rồi Halloween. Xong rồi Halloween mẹ. Xong rồi Halloween cho mẹ. Mẹ. Với cầm. Ok, my view. Oops. My blue, my purple. My name, my pink. Nghẹn ngào là từ lúc ta chưa gặp gỡ. Nghẹn ngào là từ lúc ban sơ vừa quen. Mém, chứ mùi. Chắc đi. Muộn màng là từ lúc yêu thương vừa chấm. Ta hẹn nhau cuối đời đâu là chia tay. Eyebrow. Rồi vội vàng ta nói là yêu và nhớ. Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau. Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm. Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên. Puppy. Rồi giỏi quá. U sao mẹ đẹp quá. Cô chú thấy mẹ đẹp không? Dạ. Yeah. Oops. I'm a purple pink. Oh, coi chừng rớt. Con vừa rớt ra I got it. Oh, coi chừng rớt I got it. Là con nói con chơi nó chơi lụm được rồi cô chú. Okay, xong. U đẹp quá. Okay. Mẹ đẹp quá, mẹ cảm ơn chay nha. Hung riết ghiền luôn á. Hung cái mùi này riết ghiền luôn á. Bị stress mà hung chay là hết stress luôn á cô chú. Chay chay chay. Là có thiệt không? Không không, không để im chay, im mấy chay ngủ. Có gì để em, để im cho chay ngủ. Mẹ nè. Đừng để im mấy chay make up. Đừng. Cho cô chú thấy hot. Đúng rồi, rồi đó cô chú thấy hot rồi đó. Chay hot. Rồi cô chú thấy hot rồi, rồi. Trời ơi, nó nói phải chỉnh cái camera sao cho thấy được cái trái tim trên cái áo nó có được không? Mẹ đây. Con make up con đi, con làm cho mẹ xong rồi. Quá đẹp luôn. Đẹp dữ lắm luôn. Đẹp đi, đập đi. Đẹp đi, đập đi á. Ok, xong. Con nào mà nó đẹp dữ ta. Con đái ai mà đẹp dữ ta. Y hề cáo. Thôi đừng có làm tóc. Mẹ ghét nhất là ai đụng tóc mẹ chơi. Mẹ ơi. Không được. Mẹ ơi tóc mẹ nghe. Thôi đừng có móc tóc ha. Tóc mẹ ai với. Thôi đừng. Please. I don't like anyone touching my hair. Open your mouth. Ha ha ha. JD. No papa. Eating ice cream. No papa. Telling lie. No papa. Ai ở? Ai ở? Chay ở. Yes. Bây giờ cái. Thường mái thôi nha. Chay là gì của mẹ? Chay sô cô la. Chay là sô cô la hả? Không phải, chay là cục vàng của mẹ. No sô cô la. Thôi chay là sô cô la, chay là cục sô cô la. Chay là gì mẹ? Sô cô la. Chay sô cô la.
Chơi xíu cầu la, chơi lại gì của mẹ? Chơi lại gì của mẹ? Dạ mẹ. Dạ. Để im mới chơi ngủ. Chơi gì để im, để im cho chơi ngủ. À bây giờ mày đeo cái này cho chay nè. Đây mày nhìn đây. Quay qua đây, quay cái mặt vô cô chú. Đeo lên. Đeo lên nè, coi nè. Đó, một cái, thấy chưa? Quay qua đây. Quay cho mẹ coi. Mẹ thấy rồi mẹ mới đeo được chứ. Đây quay. Đừng có nhìn cô chú, để mẹ đeo cho. Để mày đeo cho chơi xíu cù la nha. À, ví dụ như này khó quá, nhét vô lỗ tai luôn đi. Hả? Quá đẹp. Ôi rớt rồi, chơi này. Đó, nhét vô lỗ tai luôn đi. Đó. Thấy chưa, thấy chơi xíu cù la chưa? Còn cái này biết giống đâu không? Giống như lỗ mũi. Rồi. Chơi biết. Còn cái này hay không? Không, ngậm vô miệng. Đó. Hay quá. Chơi xí cù la hay quá. Cô chú trời, cô chú muốn hung chay lắm á. Cô chú muốn chay một cái mạnh thiệt mạnh luôn á. Đúng chưa? Chơi xí cù la. Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm. Wow, gì vậy? Làm gì vậy? Ao sáng mà. Nếu mình không thể quên, thôi thì đừng quên. Làm gì vậy? Ao sáng. À, luyện nội công hả? Cô nói đi luyện nội công. Nội công. Bính chồng bính trưởng sao? Trưởng sao? Trưởng vậy hả? Ok, giờ video xong chưa để mẹ... Ủa video nãy giờ xong chưa ta? Để mẹ... Làm gì vậy? Ok, xong. Làm gì vậy? Bàn chân mẹ. À, con chào bàn chân cho mẹ hả? Ok, xong. Xong chưa? Dạ. Mang dép chưa? À, mang dép vô. Bên dép kia. Rồi. Mẹ bên dép kia. À tới bên kia luôn hả? Tới bên kia hả? Rồi. Sao nữa? This way. Rồi. Here. Ok. Xong. Bên dài nha. Bên dài. Rồi mẹ cảm ơn chơi nha. Ok. Nhiêu tiền á? Chơi thì chị mang bên kia. Nhiêu tiền mẹ trả? Thương quá trời thương luôn á. Thương quá trời cho cái con chào chào này luôn á. Ôi chào ơi, chào chào. Thương cái con chào này quá đi con chào ơi, cái con chào. Bây giờ mình có chơi thử thách kiên nhẫn nữa không ta? Muốn chơi thử thách kiên nhẫn không? Dạ. Yeah. Nhưng mà cái thử thách kiên nhẫn á, chơi lúc nào cũng bị fail hết á. Mẹ nói là chơi. Hả? Ở nhà. Là gì vậy? Mà nè mẹ chỉ cho nghe nè. Mẹ kêu chơi á là để đợi mẹ chừng nào mẹ ra mới được ăn, mà lúc nào chị cũng ăn hết hết á. Như vậy đâu có được đâu. Mẹ muốn lại mình cho. Đây nè cô chú ơi, sau khi vài tháng đã được trở lại công viên chơi rồi cô chú ơi. Trường này gắn này cho mấy học sinh đi ngang qua đó thấy nè. We miss you. Have a nice summer. À nó là trường nó ghi là trường ghi là đây em đó, mẹ nói đừng chạy nghe chưa, mẹ có dặn đừng chạy không? À, đó anh chị kìa, mẹ nói đừng chạy nghe chưa. Hello đó. À, sau bao nhiêu tháng trời trở lại công viên
chay chay mới được mua giày mới này cho cô chú kìa. Đó, giày màu hồng. Hồi năm ngoái không biết cô chú có nhớ được giày màu cam của chay không? Hồi năm ngoái đôi giày màu cam của chay chỉ có size số 5 thôi. Mua cái đôi đó trước khi đi Cali á, vào cuối tháng 8 hả ta? Mà bây giờ năm nay là chưa tới 1 năm là lên được thêm một size dài nữa là size số 6. Bây giờ chay mang giày size số 6. Mà đôi này Ngọc Nghi năm sau chắc tới hè năm sau cũng vẫn còn vừa. Tại vì nó vừa chứ không phải là vừa y mà vừa cũng vừa rộng rộng á. Chay ơi. Chay đang ở đâu á? Cái đó cái gì đó? Nước đúng rồi. À, cô chú thấy giày đẹp chưa? Mới mua đó cô chú. Trời, bây giờ chạy nữa. Chưa chưa. Rồi mặc cái quần jean coi đi, tại vì bữa nay trời nó cũng hơi gió nhiều quá. Nên là mặc áo tay dài quần jean rồi. Quần jean ống bó đồ này kia nhìn y như người lớn không? Wow. Cái gì con? Hết nắng rồi hả? Ừ. Con ghê ghê chổng hả? Có không? Có ghê ghê chổng không? Cuối cùng được đi công viên chơi lại. Chay vui lắm cô chú ơi. Dừng xe lại trước công viên á. Chay nói chay excited. Có nghĩa là chay rất là hứng khởi. Trời, hồi nãy nó làm Ngọc hết hồn luôn. Biết sao không? Con ghi ghi chổng hả? Dạ, ghi chổng nữa. Ừ. À, nó đi vừa đi mà nó vừa hắt xì. Mà cái Ngọc không có nghe kỹ, phải không? Ngọc đang suy nghĩ gì á. Cái nó quay qua nó kêu Ngọc, nó nói mẹ nói bless you con đi. Cái Ngọc nó, ủa con mới hắt xì hả? Nó nói dạ, cái Ngọc nói bless you. Mà cái từ bless you có nghĩa là khi mà ở Mỹ này đó, là khi mà bạn mà hắt xì một cái á, là ai cũng sẽ nói một câu là bless you. Có nghĩa là cầu nguyện cho bạn rồi này kia vậy đó. Tại vì cái lâu lắm rồi, hình như lâu lắm rồi ở bên Anh có một cái dịch mà dịch cảm cúm mà người ta hay bị hắt xì á, nên là cái dịch đó mạnh lắm nên là người ta nói ra cái câu đó để cầu chúc rồi vậy đó. Trời ơi mà hả? Hắt xì cái mình quên nói chữ bless you, cái nó nói là mẹ nói bless you đi. Trời ơi. Bữa nay bà này mong muốn là bà lớn lên là bà chỉnh bà sửa đồ dữ lắm nè. Tào lao với mía lao với bà là bà chỉnh bà sửa dữ lắm đó. Mốt là đâu ra đó đồ đàng hoàng lắm à. Lịch sự đồ dữ lắm à. Tình cảm. Chay là mà đặc biệt một cái là một người rất tình cảm. Cho điểm 10 cho sự tình cảm luôn á. Có cái bọt. Ai đi lên cầu thang kiểu gì lạ. Được hai đứa nít trong này với chay nữa là ba đứa đó. Đâu á? Cô chú lâu quá cũng không có cho cô chú đi công viên chơi chay ha. Mày sao mày vô chổng được kêu liền đi vô trốn. Oops, từ từ thôi. Trốn sao? Dạ. Xuống hả? Dạ, đi xuống đi đừng bị lắm nè. Hả? Từ từ. Xuống từ từ nha. Xuống từ từ gì vậy? Xuống từ từ à. Đúng rồi. Con cầm này đúng rồi. Con leo đúng rồi. Dục nè, đúng rồi. Chay, đi lại chơi cầu tuột không chay? Dạ. Con, you wanna do, chơi đi. You wanna do sliding? Dạ. Đi lại chơi cầu tuột, đi. Chơi cầu tuột. Ngày hồi nhỏ mày thích chơi cầu tuột đó, cầu tuột đó nè, có. Cầu tuột đây nè. Rồi sao? Lâu quá không vô công viên con kiểm tra rồi, công viên có mất gì không? Dạ. Có mất gì không? Dạ. Mất gì? Nhảy đi. Đó. Nhảy bự.
Ờ nhảy đi. Trời. Quá chạy xe bên kia luôn hả? Đi con này đây con. Đi con, đi con. Đâu ạ? À? Ủa? Đâu nữa? Mới ở đó xong mà. Đây nè, đây nè, chơi đây nè, ngay chỗ này nè. Ồ, cũng muốn lại kia leo hả? Cũng muốn leo núi hả? Muốn đi chơi leo núi, cái núi đằng kia kìa. Đi chơi mà ở mấy cái công viên này thì tốt nhất phải mang mấy cái giày mà close toe shoes á, là mấy cái giày mà rồi mới bị dính vô trống mà phải không? Ngồi xuống gỡ ra, lại đây ngồi nè, lại cái cây này ngồi. Ngồi xuống. Rồi, mở giày ra. Mở giày ra, hãy tự làm mày coi coi. Mà lấy hai tay đúng rồi. Lấy ra, đúng rồi, mang vô lại. Đúng rồi. Tự làm được mà. Sai rồi gì? Đúng rồi, bỏ hai chân vô tự làm. Thấy chưa cô chú? Giỏi. Vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Đúng rồi, cái này phải mang ra đi mang dài á, nó mới không có bị dính vô chân. Cái mang dép mà đi chơi mấy cái này nó dễ bị. Đó, rồi leo núi đi. Thời gian trôi sao vết thương chẳng lành. Nóng hả con? Qua bên kia, qua bên kia. Bên này chắc nắng nó dội vô đó, phải qua đây mới không có nóng. Đây. Đúng rồi. Coi coi nha. Wow, quá giỏi. Bỏ chân lên, bỏ chân lên cục màu trắng. Đúng rồi. Bỏ chân lên cục màu trắng á. Bỏ chân lên cục màu trắng. Leo đi con, leo đi. Leo đi, leo cái nào cũng được. Wow. Tiếp theo, tiếp theo. Leo bên kia kìa, leo bên kia kìa. Leo bên đây nè, leo bên đây đi. Leo lên. Con muốn mẹ giúp không? Mẹ giúp nha. Ngọc mới vừa giúp chạy leo lên tới trên kia luôn. Nó lên tới trên kia, biết nó nói gì, nó cao quá. Lên tự lên tới chị nó nói cao quá. Oh hello. Hi JD. I don't know house. Cái gì? I don't know what color like. Cái gì con? What color do I like, mom? What color do I like? Yeah. Con hỏi tiếng Việt mẹ đi. What color like? Mẹ thích màu gì hả? Mẹ thích màu 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 cam. Orange, orange juice. Money. Oh, đây, à, đây, nó đang chơi bán đồ chơi. À, bán đồ hàng coi. Nhiêu tiền á? À, ý là nó trong nhà, ở trong nhà nó bán đồ ra đó. À. What color my mommy? Pink. Okay. I have it. À. À, mày đi ra ngoài ngồi hả? Mẹ là thích màu yellow. Ok. 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 Hả? Mom sẽ trả ra nữa. Trời ơi, có kìa. Rồi, lại cười cái chụp hình đây. Chi. Thank you, mom. Thank you. What color was? Mẹ thích màu. What color? Màu purple. Ok. Chay đi lại cái cây màu vàng nó leo đi chay. Cây màu vàng á, lại tập được leo cho quen. Đi con đi tập leo cho quen con. Điểm coi có mấy cái cây đó. Rồi leo lên. Bị dính vô nữa rồi hả? Rồi lại đó ngồi đúng rồi. À ngồi đó nắng hả? À ngồi bên đây nắng hả? Rồi qua đây ngồi cho mát. Trời ơi con nói kìa. Rồi đây mà ngồi xuống là nó nắng, nó vô nó chui vô đây ngồi cho nó mát. Ôi được không? Chấm ice cream. À. Giống rồi.
Rồi, ấy chân nè, làm cái chân như nè, con làm cái chân con như nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho sạch xong rồi mang vô. Rồi, đeo ngược, ngược rồi, ngược rồi. Rồi, mang vô coi, mang vô cho đúng coi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó cô chú thấy không? Giày này dừa nhưng mà dừa cái kiểu mà dừa cũng dừa rộng rộng tới năm sau mang dừa. Mẹ anh với chị đi nha mẹ. Ừ, anh với chị đi về rồi đó. Anh với chị chơi nãy giờ chơi lâu rồi giờ đi về rồi đó. Anh đã giữ trái tim em rồi. Hả? Ai nói chuyện hả? Mẹ đang nói chuyện với máy quay phim. Mẹ đang nói chuyện cô chú. Anh. À anh nói chuyện hả? Dạ. Ừ. Ok xong. Ok xong. Đi, đi về rồi. Rồi đó, đó, con làm nữa là chút nó dính vô dài nữa. Dính vô dài nữa là phải gỡ ra nữa. Rồi đi đi đi, đi làm kia leo lên. Ừ đúng rồi, nó lại nó phải be careful. Đúng rồi. Đúng rồi. Không, lên nữa đi. Lên nữa đi. Không có bị té đâu, mẹ đứng đây là không có té đâu. Mẹ đứng đây mẹ chụp con. Đừng sợ. Mẹ giúp con nha. Trời ơi, công viên không có một bóng người luôn á trời ha. Bị nữa hay gì? Dính vô dài nữa hay gì? Trời ơi, cái đồ dài này mệt ghê luôn á. Mệt rồi, giờ cái chỗ này là cái chỗ mà lại nó ờ, cái again luôn á, nó nói đúng luôn, nó nói again là nó nói nữa. Ừ, trời ơi, có dính vô kìa. Khó chịu thiệt chứ. Đó, đó, đứng, đứng, đứng. Làm vậy là dơ rồi. Quát chi này. Quát chi vậy. Gì vậy? Rồi ngồi đây làm gì? Mẹ xin cha hai cô. Xin cha, xin cha. Xin cha sao? What color was it? Orange. Okay. Thôi không phải sen, cái này là cái mấy cái rồi là mấy gì ta, cái cây, cái vụn cây chứ đâu phải cát đâu. Rồi có bá Năm kìa. À, vui không? Nằm ngã ra, nằm ngã mạnh ra, đẩy chay nè, mạnh ra. Chơi mình chơi mình chơi mình chơi mình mạnh dạn lên, có gì đâu sợ. Lâu quá không đi nên con sợ phải không? Có gì đâu sợ. Đó. Mạnh lên, trời lâu lắm rồi nó mới chơi cái này nhà nhiều lâu như vậy chứ hồi đó nó không thích đâu. Ngồi cho có xíu hồi nãy giờ Ngọc với nó là chơi là cách cỡ. Ngồi đây cỡ 10 phút có rồi đó. Có gì đâu sợ, mạnh lên. Không có gì sợ hết, mạnh lên. Đúng rồi, giỏi, nằm ngã ra, đưa thẳng chân ra. Thẳng chân ra. Lắc qua bên trái, lắc qua bên phải. Đúng rồi. Giỏi, mạnh dạn lên, đúng rồi. Thẳng chân ra, thẳng chân ra. Thẳng chân ra. Thẳng chân ra. Đúng rồi, giỏi. Mạnh lên, đẩy người tới, đẩy người lui, đẩy người tới. Ờ, đẩy người tới. Mạnh lên. Mama, mama.
không có hông gì đó, đẩy mạnh lên. Đó, đúng rồi. Đẩy người tới, đẩy người lui, thẳng chân ra. Cái gì đâu, hông. Hông, hông, hông. Mạnh lên. Mạnh lên, đúng rồi. Không có gì, không có sợ, không có gì sợ hết đó. JD, there's nothing to be scared. Mommy is here. Ủa ba đâu có đi đâu, hỏi ba đâu. Đúng rồi, giỏi. Giờ mẹ lên mẹ ngồi với Jay nha. Không, mẹ ngồi đây nè. Sao vậy? Không muốn mẹ đẩy con hả? À, không muốn mẹ đẩy con phải không? Rồi. Đẩy Jay nè. Đẩy Jay nè. Đẩy Jay nè, dính chặt vô nha. Ừ, qua bên trái, qua bên phải luôn. Đúng rồi, có gì đâu. Thẳng chân ra. Cười lên. Cười lên. Đúng rồi. Giỏi. Chơi là mình chơi phải chơi hết mình nha. Không có sợ bất cứ cái gì đó. Mạnh lên. Bà sợ, lâu quá bà không đi rồi bà sợ. Muốn đi xuống hả? Rồi chạy chừng nào hết đi để tự nó tự dừng lại rồi mình xuống, ok? Muốn đi xuống hả? Gì đâu sợ? Rồi đó, sắp dừng lại rồi đó. Wow, bây giờ đi chơi hồi hồi giờ nó gió mát quá trời mát luôn chơi ơi. Giờ mang đôi về là nóng luôn rồi đó chơi ơi. Rồi dừng lại đi chơi trò khác nha. Rồi nhảy xuống, tự nhảy xuống. Đúng rồi, rồi bây giờ đi qua cái cầu trượt. Đi, mẹ bồng rồi, mẹ bồng đi. Sigaway hay gì rồi? Đi, nãy gì Sigaway hay gì rồi? Chóng mặt hay gì rồi? Đừng làm cái đó nó vô dày nữa chơi à.